là thầy Dung. Ok hồ sơ qua về để đây tin mày. Dạ. Hồ sơ ấy hả? Thuộc của anh hả? Coi thôi. Các bạn có ai hết khó khăn hạn không? Các bạn đi cắt bước cái cắt bước kia
Không 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 quá
cái đó là bên bên mình có này, bên mình nghĩ đâu có rủi đâu, đâu đâu có cái rủi gì đâu, ông kêu là cái đó ông nói là cái thằng mình chi trả thì đó là ông biết ông gửi cái phôi, gửi cho cái phôi mà có cái rủi gì đâu, cái đó mình có. Mm-hmm.